Uh, vâng hello hello xin kính chào quý cô chú anh chị nhà tư đã đến với kênh chứng khoán Đạt Capital Stock Finance rất là vui gặp bạn chị nhà tư trong cái video tiếp theo của Đạt Kép uh, Vâng ngày hôm nay là ngày tây tháng 10 thì đầu tiên thì Đạt Kép cũng xin kính chào quý cô chú anh chị Và cũng gửi là những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho các uh, uh, các chị, các cô, các em đã xem uh, kênh Đạt Capital Stock Finance một thời gian qua Và kính chúc uh, các chị, các em cũng như là các cô có được những cái À, giây phút thật là tuyệt vời bên gia đình và tràn đầy hạnh phúc. À, vâng, trở lại với thị trường chứng khoán trong cái giai đoạn tuần mới là từ 21 tây tháng 10 đến thời điểm 25 tây tháng 10 thì em cũng sẽ có một số view nhận định về VN-Index và chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ, cùng nhau phân tích về những nhóm ngành dẫn dắt và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ phân tích lại một số nhóm ngành chưa có yếu tố dùng tiền vào thì những cái nhận xét và những cái tư vấn khuyến nghị của em có thể là nó sẽ chưa đầy đủ và nếu anh chị cần hỗ trợ thì có thể nhắn tin qua nick zalo trưởng nhóm của em hoặc cần hỗ trợ thì có thể inbox qua số điện thoại thì em sẵn sàng hỗ trợ quý cô chú anh chị 24 trên 7 ok trở lại với trạng thái của Vinindex thì trong tuần qua chúng ta vẫn thấy được một cái sự gì à? đi ngang của VNX và vẫn là một cái kịch bản chưa có một cái uh, yếu tố mạnh mẽ để nó vượt 1.300 đúng không mặc dù là ở chúng ta trong cái tuần qua thì chúng ta thấy khá là rõ rằng là ở thị trường chứng khoán thế giới cũng tăng rất là mạnh Dow Jones tăng vượt đỉnh, vượt đỉnh liên tục đó và chúng ta thấy ở những thị trường chứng khoán Hồng Kông Trung Quốc và những thị trường chứng khoán thế giới Châu Âu đều có được những cái sự tích cực riêng Index vẫn là một cái dấu chấm hỏi của rất là nhiều những nhà đầu tư tại sao đến giai đoạn này vẫn chưa vượt được 1 300 đúng không? Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lưu ý một cái mô hình của VND thì ngay là chúng ta thấy là đang khá là rõ là nó đang có những cái xu hướng biến động trong ngắn hạn thì cái xu hướng biến động trong ngắn hạn là khi mà thị trường nó điều chỉnh quanh cái mốc ba thì nó vẫn dựa vào một cái trên ngắn hạn của nó nó sẽ có một cái trên ngắn hạn từ vùng 1002 lên gần vùng này thì rất có thể chúng ta sẽ vẫn vẫn rất có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng là trong cái tuần mới nó sẽ điều chỉnh trong một cái biên hẹp này nó điều chỉnh trong cái biên hẹp này sau đó thì nó lại bật lên còn nếu không thì cơ bản thì nó vẫn sẽ là một cái kịch bản sao nó lại đi ngang nó đi ngang quanh cái vùng này hoặc là nếu mà trường hợp trong một cái khung lớn hơn thì có thể là nó sẽ đi ngang quanh ở những vùng bên dưới này hoặc trong một cái khung lớn hơn nữa thì nó sẽ đi ngang quanh ở những cái vùng bên dưới này thôi chứ thật sự là vinidet của chúng ta vẫn chưa phải là một cái trạng thái là xấu hay là tiêu cực và chúng ta thấy rằng là, là nó sẽ là một cái cơ hội cho chúng ta trong cái phiên những cái thời điểm mà vinidet nó điều chỉnh hơn là việc là chúng ta thấy cái rủi ro khi mà vinidet điều chỉnh tại sao mà mình có thể đưa ra những cái khuyến nghị như vậy thì ở đây thì mình sẽ có phân tích về nhóm ngân hàng đầu tiên là chúng ta để ý về về một cái triển vọng của nhóm ngân hàng thì chúng ta thấy là ở những cái mã cổ phiếu giống như là đây chúng ta thấy là về một cái xu hướng tuần của những cái mã cổ phiếu này đầu tiên là chúng ta thấy là những mã cổ phiếu đồng hành giống như ACB thì chúng ta thấy một cái đỉnh 1.500 nó đâu quanh đó vùng 20 đúng không nhưng mà chúng ta thấy là nó đã vượt qua cái vùng đỉnh 1.500 nó vùng 26 rồi và nó là một cái trạng thái uptrend trong trung và dài hạn thì đang diễn biến là theo một cái kịch bản là vẫn tiếp tục là sao tăng một cây đúng không tăng một cây và tích lũy ba cây bốn cây năm cây sau đó là tăng tiếp thì đây là một cái trạng thái uptrend cho dài hạn lưu ý nha đó thì và chúng ta thấy là cái xu hướng của nó là vẫn đang là gì là vẫn đang là xu hướng lên chứ và nó chưa có một cái động thái là nó sẽ điều chỉnh cho nên là việc nó đi up trang thì là khá là bình thường. Và cái đến nữa là chúng ta thấy là về cái nhóm tiếp theo là cái cái mã tiếp theo là cái mã MBB. MB cũng là một cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó vẫn đang vận động trong một xu hướng tuần là vẫn đang cần thái tăng thì nó chúng ta thấy khá là rõ đúng không nó có những cái xu hướng là nó 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 tăng xong rồi nó sẽ tích lũy nó có ở những vùng bên dưới này đó chúng ta thấy là nó ở những vùng bên dưới này nó tăng và tích lũy và khi mà nó chạm vùng đỉnh 500 1.500 sau đó sao thì tiếp tục là nó vẫn là một cái kịch bản điều chỉnh vượt đỉnh xong rồi là điều chỉnh điều chỉnh xong rồi vượt đỉnh và điều chỉnh xong rồi vượt đỉnh và cái đấy nó đang nâng cao dần lên thì đối với những mã cổ phiếu như vậy thì sao cái trạng thái của nó là một cái trạng thái uptrend trên khá là rõ và nó vẫn tiếp tục tăng thôi những cổ phiếu này thì nó có thể là nó sẽ tăng rất là chậm và việc mà nó có bị bán xuống đi chăng nữa thì nó cũng sẽ kéo gì nó cũng sẽ kéo giá lại ngay chúng ta thấy là những cái cây bán xuống rất là mạnh và những quyết liệt đúng không và những cây bứt phá ra khỏi cái vùng nền này cũng là một những cái cây mua quyết liệt tuy nhiên khi mà thị trường nó biến động không không tốt đẹp dẫn đến cái cổ phiếu này nó bị bán thì chúng ta thấy là nó vẫn giữ được cái 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 nền tích lũy của nó và sau nó bật lên đó thì chúng ta thấy khá là rõ ngay cả những cái cổ phiếu mà giống như là EIB đi chúng ta thấy là một cái sự vượt luôn vượt ra khỏi một cái cây bán rồng khá là mạnh như vậy và chúng ta thấy cây bán rồng này cộng với cái việc mà thỏa thuận nữa thì nó tầm đâu đó khoảng 100 triệu cổ nhưng mà đều có lực mua và lực cân hết và chúng ta thấy là trong cái phiên thứ sáu tuần qua nó có một cái động thái là nó còn vượt luôn cái vùng kháng cự trước đó của nó đúng không thì những cái con mà AB này là mình vẫn khuyến nghị từ ngay cái vùng đáy này nè mình đã khuyến nghị ngay từ những vùng đáy vùng này là và khi mà thị trường nó đảo chiều và nó bị bán xuống như vậy đúng không và mình nói rất là nhiều những khách hàng của mình và mình nhắn tin với rất nhiều khách hàng của mình mình nói là cứ mua đi cứ mua đi không có việc gì mà xấu cả và những cái văn bản những cái tin đồn nó khá là vỡ vẩn và mình có lên clip khá là rõ anh chị có thể xem lại clip đúng không thì đến giờ này là điều anh chị thấy là chúng ta thấy là điều ăn rất là mạnh đó chúng ta thấy điều ăn rất mạnh tại sao nó đã có một cái sự tích lũy rồi và việc nó điều chỉnh sao là khi mà nó vượt ra cái vùng gì kháng cự thì nó điều chỉnh là khá bình thường mà khi mà nó điều chỉnh ngay vùng kháng cự xong rồi nó bật lên thì nó rất là đúng kỹ thuật và tin tức đến thì nó chỉ là th hợp thức hóa thôi chứ không phải nó là một cái kịch bản làm cho cái cổ phiếu này à, nó mang một cái yếu tố điều chỉnh trung và dài hạn không có nha đó cho nên là chúng ta thấy là vẫn là kịch bản là nó sẽ lên nó test lại ở những vùng trên đây cơ bản thì nó sẽ bò rất là chậm cho nên là chúng ta sẽ cơ bản như thấy là, là vẫn là một cái kịch bản tăng đối với cái một cái cổ phiếu mà eb này mà đây là một cái cổ phiếu mà rất là nhiều những nhà à, đầu tư họ lo sợ là đây là một cái cổ phiếu xấu tuy nhiên là chúng ta thấy là nó đã xấu từ năm mười năm trước rồi đúng không nó xấu mới có giá này đúng không tại xưa nó cũng là một cái doanh nghiệp anh cả của ngành, ngành ngân hàng cho nên là nếu trường hợp mà nó không xấu thì bây giờ giá nó đã chót vót rồi đó và chúng ta thấy là một cái mã mà mình rất là máu mình rất là máu khuyến nghị và mình khuyến nghị liên tục đó là khuyến nghị liên tục đối với cái cổ phiếu nhóm ngân hàng đó là cái mã Sacombank. Lấy là một cái mã mà mình đã khuyến nghị từ rất là lâu rồi, từ những vùng bên dưới này nha, không phải là lâu là bên đây nha, lâu là nó nằm ở những vùng bên dưới này nè, từ thời điểm mà tháng 8, tháng 7 đúng không? Đó tháng 8, tháng 7 là vùng, vùng 29, 30 rồi là mình đã có những cái tin là là cái cổ phiếu này nó tăng giá mạnh đó, đúng không? Và chúng ta thấy là mình có một cái khuyến nghị là là ở những vùng bên dưới này đã ăn được rất là nhiều dòng đó và chúng ta thấy là khi mà nó rét ra rõ những vùng này là sao là cứ điều chỉnh là mua cứ điều chỉnh là mua và nói rất là rõ ràng chúng ta thấy là à đây STB cứ thu về bé bé thằng 33.5 là múc cứ múc rồi đây mua liên tục mua liên tục mua liên tục mua liên tục ở đây chúng ta thấy là cứ múc và mình nhắc rất là nhiều từ 2 tháng 10 nhắc rất là nhiều những khách hàng VIP của mình mình đã mua những cái cổ phiếu này đó chúng ta thấy là sao là và khi đó chúng ta thấy ngày hôm nay là cái giá của cổ phiếu này tăng rất là mạnh 35.000 và ở trong một cái thị trường mà biến động như hiện nay mà chúng ta thấy là là chúng ta lãi tầm đâu đó tới gần mười mấy phần trăm đối với một cái siêu cổ phiếu này thì phải nói là là một cái sự sao là một cái sự tích cực anh chị đó là một cái sự anh chị là, chúng ta thấy là chúng ta thấy là những cái vùng mua mà đối với những cái cổ phiếu này đây chúng ta thấy là từ ngày 15 tháng 9 uh, đây đúng không là từ 9 giờ tối mình đã có khuyến nghị rất là nhiều Techcombank, Vbank, hay đây STB đây 3335 đúng không đạt target luôn nè đã, chúng ta thấy là khá là rõ thì như vậy chúng ta thấy là dòng ngân hàng vẫn là một dòng dẫn dắt và nó vẫn đang nó vẫn đang tích lũy này stb thì anh chị chờ sập thì khó lắm, đúng không dòng tiền nó đã vào rồi đó mà nó chưa tạo ra được những cái sự phân phối nữa thì sao mà nó sập được cho nên là hiện nay nó lên ngay cái vùng 36.6 đúng không chúng ta thấy là 36.45 đó là những vùng đỉnh của nó đây 36.45 là vùng đỉnh của nó và nó bị bán xuống là khá là bình thường và nó điều chỉnh thì cũng không mạnh nó như thấy là phải có một cái lực bán xuống vào cuối phiên thôi bán trộm thôi chứ thật sự mà cái con này mà bán mạnh xuống là sẽ có lực căng hết và chúng ta để ý và chúng ta thấy là trong cái thị trường này á cái cổ phiếu STB là một cái cổ phiếu rất là tích cực chị. tại vì sao chúng ta thấy là về cái giấy cái giấy cái số lượng cổ phiếu lưu hành của nó nó cực kỳ thấp à, đúng không chúng ta để ý và chúng ta thấy những cái cổ phiếu giống như là VBank này chúng ta thấy là 7 tỷ, 8 tỷ cổ Techcombank cũng tương tự đúng không 7 tỷ 8 tỷ cổ chúng ta thấy là những cái con cổ phiếu khác giống như là ngay cả những cái con cổ phiếu nhỏ hơn giống như là TV Bank nó cũng là 2, 2 tỷ 6 của cổ đó và cái con STB này chúng ta thấy sao rất là thấp tỷ cái 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 giấy của nó rất thấp và điển hình là tại vì nó không chia cổ tức được cho nên là nó còn vướng cái 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 xử lý nợ cục cái, cái cục nợ 32,5 của trầm B đúng không cái tỷ lệ khoảng 23 2.5 của trầm B thì cơ bản thì nó ra được cái tin là xử lý lại cái cổ phiếu này nó sẽ tăng và thậm chí tăng rất mạnh và ở những vùng này thì là vùng mới tăng của nó thôi nha. Lưu ý đây với là những cái cổ phiếu này mà mình đánh giá là vùng mới tăng chứ không phải là hôm nay mình lên video mình nói là anh chị là mua đúng không? Mình đã nói khá là rõ là những vùng mua bên dưới rồi đúng không? À, đúng không? Là anh chị đã mua này, chúng ta vi banh mà mua từ 18 18.3 rồi đẹp quá đúng không hay cả ở tb tết công banh rồi là mua trước chia nữa anh chị mua trước chia là giá 18 này chúng ta thấy là sau chia thì sao sau chia thì nó đã lan đang là 17.8 rồi thì chúng ta thấy là chúng ta ăn gần 10 10 20 phần trăm 25 phần trăm rồi đó thì cơ bản thì mình chọn sai dòng mình đánh thì mình sẽ bị lỗ ngay. Đó cho nên là nếu mà trường hợp anh chị thấy cần những cái sự tư vấn và những cái sự hợp tác của mình nó là bổ ích và nó hỗ trợ được cho cái sự việc đầu tư của anh chị thì anh chị có thể liên hệ qua nick Zalo trưởng nhóm của em hoặc là có thể là kết bạn qua cái số điện thoại ở trên màn hình này thì mình sẽ hỗ trợ anh chị 24/7 ha, lưu ý nha. À, đó thì đó thì chúng ta thấy là cái dòng ngân hàng là một cái dòng phải nói là rất là tích cực. Và chúng ta thấy là những cái con cổ phiếu ở cái kênh dưới đúng không? đây giống như là cái, cái con cổ phiếu ờ... ocb đây. đây là những cái con cổ phiếu mà ocb đây nó cũng có một cái sự tích lũy đúng không? đây con, những con cổ phiếu mà giống như là o, ocb đúng không? là cái con cổ phiếu này là nó vẫn có một cái sự tích lũy ở đây đúng không? nó có, có một cái sự tích lũy khá là là À, là đẹp đúng không? đó chúng ta thấy là về những cái con cổ phiếu này thì cơ bản thì nó không có được cái gì, nó không có được cái sự lợi nhuận cao đúng không? nó không có được cái sự lợi nhuận cao cho nên là nó vẫn đang đi ngang và nó không xấu, có nghĩa là về cái cơ bản thì nó không phải là một cái cái cổ phiếu xấu đó. và kế đến nữa là chúng ta thấy rằng là cái những cái con cổ phiếu giống như là Vivian đi, đây chúng ta thấy Vivian thì nó đang ở trong một cái nhịp này là đang trong một cái nhịp bứt phá thôi có nghĩa là đừng bao giờ nghĩ đến ngân hàng phân phối gì. đó đó là một tại sao mà nhiều người là họ nghĩ là ngân hàng phân phối tại vì mình dám khẳng định luôn là họ không ăn được không ăn được những mã cổ phiếu đó và họ thấy là cái cổ phiếu đó tăng cho nên là họ cứ cảm giác là cứ tăng mãi thôi đó thì thì họ nghĩ là phân phối thôi nhưng mà anh chị thấy khá là rõ nè những cái mã cổ phiếu này là chúng ta thấy là nó không phải là nó tăng mạnh đúng không chúng ta thấy là chúng ta sôi từ đẩy lên đi sau đấy lên nó tăng có mới 11 phần trăm thôi là chưa được hai cái trần nữa nhưng mà nó lý do tại sao mà nó tăng tại vì là nó cứ tăng đúng không nó tăng lên vào đầu phiên đó sau mà cuối phiên nó bị bán xuống đấy đúng không những cái nến nó bị bán xuống tăng đầu phiên cuối phiên bị bán xuống nhưng mà nó sao nó cứ tăng bền vững và nó đều 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 nó vừa tăng để nó vừa đỡ những cái lực bán thì cơ bản thì những cái mã cổ phiếu thôi, như vậy thì nó sao nó đã phá ra được những cái trend thôi đúng không đánh hoàn toàn đúng kỹ thuật luôn đúng không thì nó ở đây vùng này là một cái vùng bo của nó đúng không vùng bo của nó đúng không những đường mà em a đây Đúng không? bây giờ phải nói là rất là nhiều người những người thèm thuống thèm muốn cái cổ phiếu này về 19x để mua đúng không? Đại lộ vậy cho nên là rất là khó để tính tới cái câu chuyện mà mà cái mã này phân phối hoặc là những mã cổ phiếu khác cũng có. Ngay cả Techcombank anh chị nó tăng ít hai luôn đúng không? Và chúng ta thấy là cái mã cổ phiếu là Techcombank chúng ta thấy là nó tăng rất là mạnh đúng không? Đây là một cái ngân hàng mà nói là khá là tốt. Đúng không? Có thể nói là một ngân hàng tư nhân khá là tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây chúng ta thấy là nó có một cái gì? nó có một cái sự tích lũy nó có một cái sự tích lũy ở vùng này là đây là những cái vùng mà giá trước đó của nó nó tầm đâu khoảng tầm 40 50 đúng không thì sau đó thì sao cho thấy là nó cơ bản thì nó chờ để nắp thụ những cái lực bên đây thôi chứ không phải đây là một cái cổ phiếu mà mà phân phối cả đúng không nó chưa có tạo ra một động thái phân phối tại sao nó phân phối phân phối là nó phải có những cái nhịp mà von bán khủng khiếp đúng không von bán khủng khiếp đó, sau đó nó tạo ra những cái nhịp sập rất là mạnh đó đúng không sau đó thì nó lại kéo tiếp tục đó như vậy chúng ta thấy là những con này thì nó đâu có điều chỉnh gì mạnh đâu đúng không đúng không chúng ta thấy là những cái lực bán của nó đây là những cây mà nến bán bán cực mạnh là sau đó có những gì lực đỡ hết cho nên là nó vẫn chưa thoát hàng được đâu đó là chúng ta thấy là về dòng ngân hàng thì chúng ta thấy khá là rõ là dòng ngân hàng là một cái dòng có gì có được cái sự dẫn dắt và đang là một cái dòng dẫn dắt của thị trường và dòng ngân hàng chúng ta thấy về cái abe của nó chúng ta thấy về IBE của nó rất là rẻ đúng không về cái những cái cổ phiếu và dòng ngân hàng chúng thấy là BE nó là 8 thôi à, đây TP cũng thấy là rất là rẻ và đây là một cái dòng mà mình nói cũng rất là nhiều đúng không rất là nhiều đây Techcombank cũng tương tự BB -bank. Bank thì nó hơi đắt tại vì nó chưa ra cái báo cáo lợi nhuận của cái quý ba này đó đại loại là như vậy cơ bản thì chúng ta thấy là dòng ngân hàng thì, thì chúng ta thấy ngoài ra chúng ta thấy là Vietcombank cũng là một cái cổ phiếu rất là tốt uh, trong cái việc đầu tư dài hạn của anh chị À, thì đây là một cái mã cổ phiếu mà mình đánh giá là mình à, có thể nói là đây là một cái mã cổ phiếu mà mình thích và có thể nói đây là một cái mã cổ phiếu chủ lực của mình trong thời gian tới. Đây, à, Vietcombank nè, à, BIDV nè. À. Đây là những mã mà mình vẫn khuyến nghị liên tục liên tục và mình vẫn đánh giá đây là những cái cổ phiếu nó đang trong một cái trạng thái uptrend dài và dài dài hạn. Đó đúng không? Tại vì những con này thì nó còn rất là nhiều những tin tốt phía trước là à, là nó về nó sẽ được chia cổ tức nè. À, nó được à, hỗ trợ cái việc tăng vốn đồ này kia các kiểu và cái lợi nhuận của những ngân hàng top đầu thì thì nó luôn là sao nó luôn có được một cái sự bền vững là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nó có à, cái sự quản trị rủi ro của nó rất là tốt đó chúng ta thấy là ctg cũng đang một cổ phiếu rất là tốt đấy đúng không à, đại loại là như vậy cho nên là ctg bidv uh, tech Vietcombank uh, là những cổ phiếu mà mình đánh giá là rất là thích ở trong cái giai đoạn này và giai đoạn kế đến khi mà nó có được những thông tin bổ trợ rất là tốt đó thì chúng ta cần lưu ý là những mã này chúng ta có thể là chúng ta xem xét để chúng ta khi mà thị trường nó điều chỉnh thì chúng ta sẽ có được những cái vùng mua đẹp thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta tham khảo để chúng ta xử lý chúng ta mua thì những con này ví dụ trường hợp nó điều chỉnh về những vùng bên dưới này là 3233 là mút mạnh đúng không hoặc là những cái con cổ phiếu mà giống như là BIDV này mà giờ mà ngò mông nó mà điều chỉnh về 43 cũng hơi khó đúng không đó, hay là những con cổ phiếu mà Việt Công Banh đây mà mong nó điều chỉnh về những cái vùng trend bên dưới này nè à, khó nói cũng khó lắm là vẫn đang rất là nhiều những tin tốt vậy thì như vậy là những con này thì sắp tới là nó sẽ chỉ cần là nó có những động lực nó tăng mạnh về nhóm ngân hàng nó có động lực chỉ cần nhóm ngân hàng có tạo ra một cây trần thôi đúng không một mã trần thôi đúng không tại sao mà nhiều người lại nói là không trần được à, lưu ý nha mbb nó còn đánh trần được nha mbb chúng ta thấy là năm gần năm sáu tỷ cổ là một cái cổ phiếu mà cái pe cũng cực kỳ thấp này đây mà chúng ta thấy là sao là đánh một cái cây trần ở vùng này luôn quyết liệt luôn đúng không chúng ta thấy là khá là rõ thì như vậy là không đừng bừng được bao giờ nghĩ là thị trường những dòng ngân hàng nhiều giấy là không đánh trần được tại sao dòng tiền vào mạnh là nó sẽ kéo thôi tại vì chúng ta thấy là ở cái vn index của chúng ta hiện nay á, là nó sẽ sao chỉ cần có cái rủi ro thôi chỉ cần có cái tin xấu thôi là nó sẽ sao nó đạp rất là mạnh ở nhà đầu tư nó, nó sao tại sao nó phải đạp như vậy tại vì nhà đầu tư giai đoạn này là chán nản hết rồi chán nản hết rồi nhiều người họ canh vùng đằng ba họ bán họ ra họ rút ra họ chờ bên dưới nè họ chờ những vùng bên dưới này để họ bắt lại đúng không à, còn nhiều người thì họ sẵn sàng họ cắt lỗ vùng này họ nghỉ luôn rút tiền nghỉ luôn tại vì một năm qua đánh đâu lãi đâu đúng không rồi nó cứ đạp nó đạp này nó kéo nó đạp nó kéo như vậy thì làm sao mà có lãi được Bây giờ hâu lãi cỡ nào nhiều khách hàng của mình lãi rất là mạnh về những cái cổ phiếu như vci chẳng hạn hay là những cái con cổ phiếu đi chẳng hạn. hạn đó sau đó thì sao không chốt lãi đúng không không chốt lại mảnh rồi xong quay rồi ban đầu bây giờ phải gồng lỗ lại đại lội nó là như vậy như chúng ta thấy là thị trường nó là gồng lỗ thì xong mình lại cho đi ngang thì cảm giác này rất là bực bội đúng không còn về cơ bản thì cái trên của Vini chúng ta thấy khá là đỏ và trong khi đó là những cái phân tích của mình thì nó lại lại không có gì thay đổi so với những cái thời điểm trước đó đúng không về cái trend của Index thì cơ bản thì nó không có gì thay đổi cả đúng không cái kịch bản của nó là vẫn là lên rất là mạnh chúng ta thấy là một kịch bản của Vinid là vẫn lên rất mạnh xem nó điều chỉnh nó ở cái kênh nào chúng ta thấy là đây là một cái kênh của Index đúng không nó có một cái kênh của Index và kế đến đây là chúng ta thấy là có rất là nhiều những kênh thì hiện nay là nó kênh trung và dài hạn và những cái kênh này thì cơ bản thì sao à, nó đang tích lũy thôi đúng không nên về vùng dưới là đỡ hết đỡ hết thì cái biên nó đang thu hẹp dần anh chị có thể xem về cái phân tích này của mình thì có thể xem lại video trước đó nha đó thì về cái nhóm ngành kế đến đó là nhóm ngành chứng khoán đây chúng ta thấy là VCI nó có một cái nhịp phá trên rất là đẹp gì ha đây cái con VCI nó phá nhịp phá trên và sau khi mà nó phá cái trên rồi đối với những cái nhóm ngành nhưng mà khác như, như ngân hàng đúng không thì cái trên nó là đang đi ngang đúng không và sau đó thì sao nó phá ra cái trên rồi nó quay lại nó test đúng không nó quay lại nó test thì con EIB này có thể là trong tuần sau thì nó lại và kéo lên tiếp vùng 20 rồi đúng không đó thì chúng ta thấy sao khá là rõ khá là rõ là những cái mã cổ phiếu này nó mang một xu hướng rất là tích cực đúng không đó thì cái con VCI thì lại có một cái trend khác là một cái trend theo một cái kênh là chiều giảm đúng không và khi mà nó đã phá rồi cái vùng trend này chúng ta thấy là nó test liên tục ở những vùng này đúng không test liên tục ở vùng này và chúng ta thấy là nó có một cái sự gì đây rất là tích cực rất là tích cực đối với cổ phiếu này khi mà nó chưa gãy khỏi cái vùng này đó chúng ta thấy là là rất là khó để gãy và chúng ta thấy là cái con này nó lại có một cái trend dưới này nữa đó thì chúng ta thấy là những cái trend này thì chúng ta lưu ý là chỉ chờ thôi con này VCI thì chờ nó vượt thêm cái vùng 37 là mua tiếp lên đúng không con VCI này là chờ vượt thêm vùng 37 là chúng ta thấy là mua, mua tiếp lên còn nếu mà trường hợp mà mình đánh mà ăn chắc mặt bền thì chờ nó vượt luôn cái kênh 42 này nè là chúng ta mua tiếp thì dẫn đến là sao là nó sẽ tăng trung và dài hạn thôi thì chúng ta thấy là một cái kênh của VCI thì nó sẽ đây nó sẽ nằm ở vùng này đó, thì nó chưa cơ bản thì nó chưa gãy khỏi cái vùng kênh này thôi có thể là nếu trường mà hợp mà xấu nó về vùng ba bốn ít là chúng ta mua tiếp đó đó chúng ta thấy là những cái kênh của những cái cổ phiếu này thì vẫn là đang là một cái xu hướng gì là vẫn đang là một xu hướng lên đỉnh thôi chứ nó không phải là một cái xu hướng điều chỉnh à, mạnh đâu nên chúng ta lên đây khoảng mười mấy phần trăm thì, thì cơ bản là những con này thì chúng ta thấy là nó là một cái sự tích cực về cả về tăng trưởng về gì à, doanh thu nè, lợi nhuận nè và chúng thấy là nó tăng trưởng rất là nhiều về cái thị phần nữa đối với cái cái mã visa này thì đây là một cái mã cũng rất là tốt và cái đến nữa là một cái mã đến nữa là mình thấy uh, rất là uh, rất là đẹp đây uh, một cái mã nữa là cái mã ít đi đúng không đây là một cái mã mình thấy rất là đẹp khi mà nó đã tạo ra hai cái vùng đáy cái vùng này đúng không đó thì cơ bản thì điều chỉnh là những con này thì điều chỉnh chúng ta thấy là nó phá khỏi cái trend nè đúng không? có một cái trend và nó phá ở đây mình phân tích về cái xu hướng tuần nha. đó thì chúng ta thấy là khi mà nó tạo ra được cái xu hướng tuần này rồi á thì nó nó điều chỉnh tới vùng này thôi. thì con này nếu trường hợp 26 thì nó quay về 26 nó test lại nó lại lên tiếp đó thì con này thì nó còn một cái đỉnh xa khá là xa. đây cái vùng đỉnh của nó khá là xa có thể là nó sẽ lên tầm 36 đại lộ như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục là nó đang là một cái nhịp tích lũy thôi và cái nhịp tích lũy này thì mình đánh giá là nó chưa đủ chưa đủ để nó bứt phá được thì có thể là nó sẽ đi ngang vùng này nó tăng giảm nhẹ tăng giảm nhẹ thì có thể nhiều khi trong trường hợp mà thị trường mạnh đó, thì nó lại lên trên vùng này đúng không 30 sau đó thì nếu trường hợp mà thị trường yếu thì nó lại quay về những vùng bên dưới này để nó tạo ra những cái kênh mà đi ngang như vùng này sau đó thì nó mới bứt phá được đúng không hoặc là những con cổ phiếu giống như là chúng ta thấy là về bên đi cũng đang cũng đang chìm đáy rồi những con này chúng ta thấy là là nó có một cái sự tích lũy ở vùng bên dưới này đúng không nó có một sự tích lũy vùng này và cái trend của nó đang phá rồi thì cái mô hình của cái con là đi này thì nó lại Na ná giống với cái con cổ phiếu là VIX đúng không? đây như giống với một con cái con cổ phiếu vít là nó vẫn đang ở chi giữ trong cái trend này, à, mặc dù trong cái tuần mới thì chúng ta thấy là cái 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 nến tuần của vít đó, thì nó không đẹp đúng không? cái nến nến tuần của nó không đẹp nhưng mà cũng 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 phân tích với quý cô chú anh chị ấy, là chúng ta thấy lưu ý là những cái lịch sử về quá khứ của nó, lịch sử về quá khứ của con này á. lịch sử về cái quá khứ của con này là thường là cái những đến tầng mà xấu á đúng không thì nó lại hay kéo đúng không là đến tầng xấu nó hay kéo mà những đến tầng đẹp thì nó lại hay điều chỉnh cho nên về cơ bản thì chúng ta thấy là cái trên của cái cổ phiếu này chúng ta thấy là nó vẫn đang vận động đây ở bên ngoài của cái kênh giảm rồi đó. đó thì nó đã và nhiều nhà đầu tư họ đã chịu khổ Ủa, từ cái gì từ cái thời điểm mà trước đó rồi đúng không từ thời điểm mà cả năm nay rồi đối với cổ phiếu này rồi thì nó đang vận động trong quá trình là tạo đáy thôi thì những con này nếu mà trường hợp mà rủi ro rủi ro mà thị trường xấu nó đạt về những vùng bên dưới này đây là những vùng mà chúng ta thấy là phải mua và thậm chí là phải mua mạnh luôn tại vì sao tại vì mình có một phân tích như vậy cái đội ngũ mà ban lãnh đạo ban lãnh đạo của cái à, mã chứng khoán vít này thì họ đang mua nạp tiền họ, họ đã mua quyền này kia các kiểu với cái giá 11 rồi đúng không giá 10 11 rồi thì đây chính là những vùng giá là gọi là những vùng đề giá đấy của đội lái của tự danh này kia các kiểu họ đã mua thì cơ bản có thể là dùng này là họ lỗ luôn đấy cho nên là đây là những vùng tuy nhiên tại sao mà nó lại chưa tăng được tại vì một yếu tố đơn giản là tụi nó đã cầm đủ hàng rồi đúng không trong một năm qua nó đã điều chỉnh và nó làm ra những cú rơ như vậy thì chứng tỏ là nó cũng đang rất là tự tin và cái, cái lượng hàng nó cầm đó tuy nhiên thì có thể là thời điểm này có thể chưa phải là một thời điểm thích hợp để nó đánh đại lộ như vậy đó à, về cái, những dòng mới giống như là dòng bất động sản đi à, đây là một cái dòng cổ phiếu mà mình đánh giá rằng là những vùng này cũng cơ bản là, cũng là những vùng đấy nhưng mà hiện nay thì để tăng được thì rất là khó đúng không để tăng được thì rất là khó chúng ta phải để ý cái con này là nó có nhiều cái tin, cũng không nhiều cái tin xấu quá, à, tin thanh tra, tin này nọ thì chúng ta không tham gia nhiều thôi đại loại như vậy. À, còn CO thì đại loại là chúng ta thấy là nó cũng đang tích lũy thôi. Những con này thì bây giờ về vùng giá này thì cũng, nó cũng nhà đầu tư họ cũng lười bán rồi. Đó, đại loại như vậy, cho nên là chúng ta thấy là những vùng giá này của những cái cổ phiếu này thì cơ bản thì nó chưa có dòng tiền vào thôi. Ở dòng tiền vào hiện nay chúng ta thấy là có đất xanh. Đức xanh có dòng tiền vào hoặc là cái mã đến là C2 về bất động, bất động sản thì nó sẽ có hai mã này à, chúng ta chú ý nhiều hơn tại vì con này thì chúng ta thấy là một cái trend đây một cái trend nó là cũng bắt đầu là à, bắt đầu công phá rồi đúng không nó có được những cái sự công phá ở đây đúng không có sự công phá ra khỏi cái vùng giảm của nó rồi và từ rất là lâu rồi cho nên là về cơ bản là những cái cổ phiếu này à, chúng ta cũng nên nên cân nhắc để chúng ta chú ý vào dần 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 tại vì không phải giai đoạn này không phải là lúc mà chúng ta cứ mãi focus vào nhóm ngân hàng đâu. Tại vì sao tại mình đã, đã có đây mình một cái ví dụ đơn giản là khi mà anh chị đã đã báo anh mình đã báo anh chị nhóm ngân hàng từ một hai tháng trước rồi thì nhiều anh chị phải nói là là ví dụ như một nhóm vip của em thì nó tầm 650 anh chị đi đúng không? có tài sản hai ba tỷ trở lên đi ha thì rất là ít anh chị lại 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 mua theo chẳng hạn như vậy, đó đúng không? thì họ sẽ mua những mã khác này kiểu, nhưng mà đến giai đoạn này chẳng hạn thì lại rất là thích về những nhóm ngân hàng. thì có phải là sao? là nó đã tăng một đoạn rồi không? trong khi đó là mình rồi bắt đầu bây giờ giai đoạn này là mình lại đi tìm những mã khác để mình khuyến nghị đó là những mã như vậy, nó đang tạo đáy thì mình sẽ gom được ở những vùng đáy thì rất là ngon, đúng không? đầu tư thì chúng ta phải lưu ý vậy. và cái mức độ giảm của nó thì nó cũng đâu có bao nhiêu đâu. những con này thì chúng ta thấy là về cái vùng đáy của nó sẽ nó nằm bên dưới này. Đây. cho nên chúng ta thấy là rất là tích cực đối với những cổ phiếu này thì nó có những cái tin về đấu giá thủ thiêm chẳng hạn hay à, đấu giá đất này cái kiểu thì có thể là sắp tới thì cho à, chúng ta thấy để ý một cái trend đó này nếu trường hợp mà chúng ta chờ cái nhịp mà nó phá ra khỏi cái vùng trên vẽ một cái trend dài hạn đó rồi thì chờ cái nhịp mà nó phá luôn đi ha chờ một cái nhịp mà nó phá ra được khỏi vùng trend này chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta mua đấy à, những con này bắt đầu là có những dấu hiệu là, là tăng rồi đúng không dấu hiệu là dòng tiền vào này các kiểu đúng không? cái volume, chúng ta thấy là cái bắt đầu tăng rồi nè. đó đại loại như vậy. đó. về nhóm đầu tư công, đầu tư công thì chúng ta thấy là nó cũng chưa có một động thái tăng đâu, đúng không? những con cổ phiếu này sẽ vẫn tiếp tục điều chỉnh thôi. C bốn G là một cái cổ phiếu mà nó đang ăn nên làm ra rất là nhiều, mà không biết sao con này có bị ảnh hưởng gì không, mà sau bị bán cũng khá là mạnh, đúng không? năm nay thì này, tăng trưởng khá là tốt, đúng không? tăng trưởng có tốt 100 2023 là 128 tỷ đó thì quý 1 quý 2 thì đã gần chín mấy tỷ rồi thì có thể năm nay là bắt đầu là một năm tăng trưởng của C4G trúng rất là nhiều những cái dự án mà con này có thể là do là chưa có dòng tiền vào đúng không trên thì con này thì đang tạ chạm vườn này rồi giữ được cái trên này không đã đúng không rồi đến tuần thì vẫn đang cắm đầu rồi ờ, nhưng mà cái mức độ thì không không mạnh quá nó bò bò như vậy thì những cái mã mà chúng ta lưu ý á, khi mà những cái mã cổ phiếu mà nó có những cái nến nè và nó rơi đúng không? nó rơi bò 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 xong nó tạo ra một cái cây nhiều rủ sau đó lại kéo lên, đó, đó rơi bò, bò 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 xong nó tạo ra một cái rủ và nó kéo lên và sau đó là sao? là nó rơi nhẹ 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 xong là là bắt đầu nó nó tạo ra uptrend luôn đấy. cho nên là những cái mã cổ phiếu như vậy thì chúng ta phải lưu ý là à, giai đoạn này không phải là giai đoạn cắt lỗ nữa đúng không? đã gồng cả năm trời rồi thì giai đoạn này không phải là giai đoạn cắt lỗ nữa, giảm là hút thôi giảm là mút thôi chứ không phải là cắt lỗ tăng mạnh quá thì chúng ta hạ bớt đúng không chúng ta cầm nhiều cổ phiếu thì chúng ta hạ bớt vcg đi. đây là những cổ phiếu mình rất là thích anh chị ha bắt đầu đúng không là xu hướng nó bắt đầu là, là 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 khác so với điểm trước đó rồi đó thì những mã cổ phiếu này chúng ta nên chú ý chú ý thôi nha đã lộ như vậy ok thì đó là một số nhận định của mình về thị trường À, về trở lại về vn thì mình vẫn đánh giá rằng là xu hướng của thị trường vn à, không có gì thay đổi là vẫn cơ bản thì à, đỏ mua xanh bán thôi à, đỏ mua xanh bán là chủ yếu đúng không anh chị trong năm qua anh chị thực hiện cho chính sách là đỏ mua xanh bán thì ăn rất là mạnh nữa phải nói là ăn rất là mạnh và nó đang có một sự tích lũy mà cái sự tích lũy này thì sao nó lại khác hoàn toàn so với những tích sự tích lũy trước đó quanh vùng ngàn ba đúng không chúng ta thấy là ở những vùng đó khi mà nó nó tạo ra được một cái vùng tích lũy và sau đó thì nó rơi đúng không? nó rơi xong nó bật đây đây nó rơi vào xong nó bật đúng không? đây và hiện nay là chúng ta thấy là à, khi mà chạm 1 ba à, nó có được một cái sự nâng đáy lên ở đây lúc trước thì nó không có được cái sự nâng đáy lên nhưng mà hiện nay thì nó có một cái sự nâng đáy lên chúng ta thấy khá là rõ về một cái trend này đúng không? thì nó có được cái sự nâng đáy lên ở những vùng này vùng này đấy những vùng này là nó bắt đầu nó nâng đáy lên rồi còn ở những nhịp trước thì nó lại không có như vậy đó, cho nên là chúng ta vẫn còn kỳ vọng là VNED có thể là nó sẽ tiếp tục là nó tăng lên đấy à, mình, mình thì vẫn đánh giá là rằng là, là không có gì xấu để phải bán cắt lỗ đâu lưu ý nha à, nếu trường hợp mà margin nhiều quá thì chúng ta à, những mã nào có thể là hòa vốn thì chúng ta thoát bớt đã lộ vậy hoặc, là, hoặc có thể là lỗ nhẹ nhẹ ví dụ như là 0.5% chẳng hạn hoặc là lỗ thuế phí thì chúng ta thoát bớt cái phần margin cũng được đó chờ vượt ngàn ba thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta chọn ngành để chúng ta mua còn nếu mà trường hợp mà mình cầm đúng những cái ngành mà mạnh á của thị trường thì chúng ta không việc gì phải quá lo sợ đâu mà ngành yếu thì cũng cũng khó nói bây giờ không có ngành yếu luôn điển hình như là chúng ta thấy là những mã cổ phiếu mà giống như là uh, đích kia đúng không nó không đến giờ này mình mới nói không phải là nó, nó nói từ mình nói từ trước rồi nha nhưng mà không phải là đến giờ này mình mới nói nó là ngành ngành uh, ngành mạnh hay là ngành yếu mà chúng ta thấy là sao là đến giai đoạn này là nó bắt đầu là có những xu hướng nó tạo đáy rồi đúng không nó cứ co giật co giật vô đây bán kỷ lục sau đó thì kéo trần đúng không sau đó thì lại bán xuống nữa cho nên là rất là khó đánh phải nói là những mã cổ phiếu này rất là khó đánh hay cả những cái mã cổ phiếu mà giống như là uh, về tin xấu chẳng hạn giống như EB đồng cái kiểu nợ xấu này cái kiểu văn bản này cái kiểu đó rất là tào lao đúng không nhưng mà sau đó thì sao bị bán xuống một phiên là kéo lên ba phiên bốn phiên ngay đó cho nên là thị trường giai đoạn này chúng ta phải đánh một cổ phiếu chúng ta phải có tin hoặc là chúng ta phải tự tin về cái danh mục của chúng ta thì chúng ta đầu tư nó sẽ chắc chắn hơn đó điển hình như mình thấy là chúng ta thấy mua rất là nhiều stb stb đây stb này là siêu game này kia mình nấu từ chín tháng 10 đây đang rumo đây đúng không đang rumo đánh lên ba tám bốn hai đây đúng không chúng ta thấy là nấu từ thời điểm cả, đây, cả hai tuần trước là chúng thấy từ thời điểm này đúng không rất là nhiều những cây nếu mà trường hợp nhiều nhà đầu tư mà họ không bản lĩnh mà họ đánh theo những cái khuyến nghị chẳng hạn khi nghe những cái cây này nè những cây gãy nền này, này bán xuống sau sao là sợ đúng không là những cái đu ở vùng này là cắt lỗ nè đúng không hay là đu những vùng này là thấy là cắt lỗ nè đúng không tại vì hai cái nến này cực kỳ xấu phải nói là hai cái nến này gọi là hai cái nến này là hai cái nến bán quyết liệt đúng không hai cái nến này là hai cái nến bán cực kỳ quyết liệt luôn đúng không Tôi thấy là đây là một cái cây nến bán quyết liệt và kế đến đây là một cái cây nến cũng cực kỳ quyết liệt nhưng mà chúng ta thấy là đây là những cái nến nó bán bán lén thôi không phải là một cái sự bán mạnh và khi mà chúng ta thấy là những cái vùng bên dưới này là đều có một cái sự lực lỡ đỡ lên hết đúng không thì đó là một cái khuyến nghị của mình rất là nhiều và nói là cứ giảm về 33.5 là múc múc mạnh mặc dù đã có khuyến nghị rẻ trước đúng không đó và cũng kết hợp với những cái rumo này nữa đúng không đây thì như vậy thì chúng ta ăn rất là nhiều về những cổ phiếu này. Ok đó là một số viên nhận định và phân tích của mình và nếu trường hợp anh chị cần sự hỗ, hỗ trợ của mình thì có thể là liên hệ qua nick Zalo trưởng nhóm hoặc là có thể là kết bạn qua số điện thoại này của mình hoặc cần hỗ trợ về danh mục mã cổ phiếu hoặc cần hợp tác thì có thể liên hệ mình. Và xin video của mình thì xin kết thúc tại đây. Xin anh chào quý cô chú anh chị cũng như là chúc quý cô chú anh chị một tuần mới giao dịch thành công và chúng ta sẽ À, rất là hân hoan hoan hỷ và cũng như ăn tết rất là to nếu trường hợp video internet vượt một ngàn ba ok xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong cái video cái đến ạ à.